đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, hàng rồi anh em ơi. Úi dồi ôi, hàng rồi. Mày chạy đâu? Còn gì đây? Bơ anh em ơi. Hello và xin chào, lòng chào anh em đã quay trở lại Phun Thảo Phích Sinh. Hôm nay hai anh em chúng tôi lại lên sông Giá chinh chiến các bác ạ. Này mặt nước nó phẳng lặng quá. Wow, nước này cực kỳ phẳng lặng mà đẹp luôn các bác. Ở chỗ này người ta đang bơi thuyền, nó hơi động rồi. Này anh em chúng tôi đi rất là sớm các bác nhá. Tầm này thì mặt trời còn chưa lên đâu anh em ạ. Đó, tầm này mới còn 6 giờ kém thôi. Trời chưa lên, trời rất là tối, còn âm u. Giờ ta ngoài xem mỗi vị trí nào anh em đánh ổ được. Ui là chậm tạp quá. Hôm nay thì em sẽ đánh đài cho các bác xem nhé. Nhiều bác bình luận bảo bác đánh đài quay phao cho nó đẹp, thích nhìn phao của bác quá. Á chà, đây có bác đánh ổ. Đây thì có bác cũng đục lỗ đánh ổ anh em này. Nên là thả chỗ này hợp lý các bạn. Đây, thì khả năng là mà đánh chỗ này thì hơi khoai nhỉ. Đánh chỗ này kiểu như là nó chỉ có mỗi một tí chân bèo nó động anh em ạ. Một ít chân bèo nó động thì mình đánh nục ổ ấy. Người ta chèo thuyền nghe đánh nục ổ thì sợ động. Khả năng giờ em lên trên chỗ bèo ngày xưa em đánh cá mẻ em đánh các bạn để cho em câu thế này. Chỗ này người ta vừa thuyền nó chèo chỗ này hơi động, phải đánh chỗ mà nó bèo dày kín mít ở trên đầu kia thì nó động thì cá rụng trong đấy anh em ạ. Còn đây đánh này nó thưa bèo quá. Khả năng là lên trên đấy cho thằng em thế này các bác ạ. Đang đốt ít rác kìa. Trông rộng quá. Tôi sẽ lên trên kia đánh đài các bác nhé. Đài ở trên cái khu vực nọ câu được cá mè đấy. Đường xá chung là nó cũng hơi khó đi, nhờ vẫn đi được các bác ạ. Chiến ho. Em chỉ có gia truyền là ủ chua các bác nhé. Ủ chua này đánh đài thêm cho bột mì quá dẻo, đánh cho nó bền mồi.
Các con nó tỉa hay khó chịu nhỉ con nhỉ? Cái này mà lục chắc em giật nó vỡ mồm luôn đấy. Giờ chỉ ước gì cái lưỡi đang nằm đấy là lưỡi nục ấy. Chỏ một phát bằng luôn. Này chắc cá con rồi. Đây rồi, đây rồi, ui, đây rồi anh em ơi, hàng rồi. Úi giời, rồi rồi rồi. Ui, rút bèo mất rồi. Ê, mà cay. Rồi, mất rồi đâu. Tiếc thế nhỉ. Ê, mà cay. Ui, có cái đống bèo vào băng này. Tiếc thế. Ôi trời ơi. Để bóng mới đè hồ đi. Còn đấy ông to mà bùng hết cả nước này. Trời ơi. Thế phí thế. Phí quá anh em ạ. Đánh được đấy, đài này ok đấy. Cảm giác nó lún phao phê phết các bạn ạ. Xuống mồi. Ok đấy. Đây rồi, mày chạy đâu? Mày chạy đâu nhá ơi? Mày chạy đâu? Hàng rồi. Mày chạy đâu? Rô phi to nhá ơi. Úi trời ơi, mày chạy đâu em ơi? Rồi. Hàng cụ. Vào đây. Ôi trời ơi, được con rô phi to quá anh em này. Trời ơi, được con đầu tiên cho vào túi. Mày, hàng cụ đây các bác ạ. Ái nhỉ. Mày, đóng hai lưỡi. Con này đóng bên ngoài, không đóng bên mồm. Đóng vào mồm anh em ạ. Con này đấy, đóng bên ngoài. Chứ không phải đóng vào mồm. Ê trời, con này ăn đà. Con này bảo sao đánh lục này hay gặp. Ồ, có không ăn này. Cho vào túi này các bác nhé. Con đầu tiên ăn đà chứ không phải vào mồm để mày. Đấy. Hàng đẹp đấy. Hàng đẹp. Đấy. Ok. Con này ăn cái sau này lại ních hai lưỡi vào một lưỡi vào thân một lưỡi vào bụng anh ạ. Không vào mồm. Cái này mà đánh nục thì con bọn này chết lâu rồi. Mồi có không ăn. Đi qua lại dính lưỡi. Đấy, mút luôn anh em kìa. Ý chà. Đang tỉa đấy.
Này nghĩ là chắc là rô phi nhỏ thôi. Đây rồi, đây rồi, úi ôi, đây rồi anh em ơi, hàng rồi. Úi giời, chết rồi rồi. Úi, giúp mèo mất rồi. Ê, mà cay. Rồi, mất rồi đâu. Tiếp thế nhỉ. Ê, mà cay. Rồi, cá cái đống mèo vào bác này. Ôi trời ơi. Ui con đẹp thế mà bong quá, buồn cười thật đấy. Ăn thử chắc ăn thế mà. Bong được tài thật. Đấy lại vỉa ngay thì vỉa ngay. Đây rồi anh em ơi. Ôi hang 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 rồi. Mày. Mày chạy đâu? Đóng 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 mèo. Úi da. Con này to anh em ơi. Trời ơi, con này bự. Rút rồi. Mày ra đây. Chắc là nó rút thẳng lên anh em ạ. To đấy. Ôi, con này bự anh em ơi. Hang rồi. Ôi, con gì vậy? Con bự. Con gì vậy? À chà. To thế. Ui, cá vừa anh em ơi. Vừa phải không nhỉ? Đúng vừa rồi anh em ơi. Mày. Ôi, vừa ăn hủ chua các bác ơi. Đúng vừa rồi. Vừa ăn hủ chua anh em ơi. Ôi, nó chạy nó đóng hẳn trong đây rồi. Trời ơi. Ra đây. Mày. Ôi, nó đóng hẳn trong đây các bác này. Trời ơi. Lên đây. Trời ơi, nó mặc đúng vèo rồi. Cái này vật lên anh em nhé. Vẫn còn, đấy. Đằng kia, tận đằng kia anh em kìa. Khỏe lắm, giống này nó khỏe lắm các bác ạ. Trời. Rồi. Lội. Trời ơi, nó mặc đúng vèo rồi. Cái này vật lên anh em nhé. Vẫn còn, đấy. Đằng kia, tận đằng kia anh em kìa. Khỏe lắm, giống này nó khỏe lắm các bác ạ.
Rồi. Lội. Khỏe lắm. Nó mắc đúng bèo này, để em lôi đúng bèo vào. Mày. Rồi. Mắc ngay gốc gốc cái bèo. Mày. Lên. Đúng vừa phải con ơi. Mày. Đúng quá. Phê phê quá các bác ơi. Trời ơi. Ây, các bác ơi, quần này thịt thì tuyệt vời. Đây. Vào đây mới chúng tôi. Ok. Bây giờ vớt vớt hết cái bèo ra anh em kìa. Ý sợ đầu con vợt nó kéo tung hết cả bèo rồi. Ý sợ. Phê quá anh em ạ. Để đang ngắm pháo đài nó hay phết quá. Đây rồi. Hàng rồi anh em ơi. Úi dồi ôi. Hàng rồi. Mày chạy đâu? Còn gì đây? Bơ anh em ơi. Trời ơi, đóng lại đóng bụi cái bao rồi. Nhưng vẫn còn. Á chà. Mày nào đây? Ôi. Rít bèo anh em ơi. Hàng rồi. Úi dồi ôi. Hàng rồi. Mày chạy đâu? Bỏ lỗi. Úi vượt. Vượt anh em ơi. Úi dồi ôi. Mày. Ngon rồi các bác ơi. Ngon rồi. Này ngon rồi. Úi chà. Ok. Ok. Úi trời ơi, con vợ to chưa anh em này? Phế chưa? Con này to dã man luôn. Đánh đai như thế sổ. Dã man. À. Đều gỡ con này các bác nhá. Này, hết sức cẩn thận đấy, mồm nó kinh lắm, màng nó sắc lắm. Ôi, con này nó lướt sâu quá anh em này. Này, nó lướt tít ở bên trong kia các bác nhỉ, lưỡi kìa. Trời, đóng luôn ở cái cuống hầu nó. Ừ, con này nó đóng sâu lắm anh em mà không gỡ, bổ phải cắt cho các bác này. Bổ phải cắt đi một lưỡi. Rồi, sâu quá, không thể gỡ được luôn. Bây giờ gỡ ra, mình cố lôi ra nó chết mất thì nó mất ngon. Tí về mấy anh em hấp thì cứ để cái này nó tươi quá nhá. Đẹp quá, ok. Khủng luôn anh em này. Vừa chọc mãi nó không ra được, buộc phải cắt dây. Á chà. Đây gì? Anh em nhìn này dòng à, san hàng sợ chưa? Phê chưa các bác? Này, đóng lại phê phết đấy quá. Con này thì trong nó phải tầm đến 2 cân thôi, một kéo đã. Một to túi anh em nhé. Ngon đấy. Được, con này to quá anh em, khả năng tầm trưa này anh em tôi bắt đầu cho này nên nướng đi các bạn, nướng ăn trưa thôi, muộn đấy, phê quá.
Nằm tạm qua này cho lớn các bác ạ. Bây giờ thì sẽ nhóm lửa đây các bác nhé. Làm túi than nhóm lửa đây luôn đi. Con vừa để có con luôn ở đấy bắt cho anh mượn luôn. Nhóm lửa các bác ơi. Ủa, toàn hạt gì nó cắm hết đây các bác. Cuộc sống đi cầu kéo nó dần dã. Những ngày nghỉ cuối tuần này có thời gian đi quay câu kéo cho các bác xem. Này may mắn quá lại nên được hàng. Wow. Đợi cháy to quá. Khói tùm luôn. Quạt. Lửa bắt đầu cháy anh em ạ, chuẩn bị cho hàng lên nướng thôi. Đây là một cây khác. Ui, đây có những cái ổi thẳng chưa các bác này. Đấy, cái chứ chạc đẹp mới nằm. Lấy chạc vừa cái để cắm. Anh em thấy có một cái cây đẹp chưa? Vừa chạc lại vừa cái để cắm được luôn. Nằm phát đấy. Đẹp đấy. Phạt luôn. Dao phải mài nhá, hơi cùn đấy. Dao hơi cùn so quy định. Vừa sinh. Này vừa được cái cắm vừa được cái trống luôn. Đấy, chặt này đấy, hợp lý. Vừa sinh luôn. Rồi ok. Tầm này đói lắm rồi các bác ạ. Con ong nó bay vò về. Chắc đấy. Lửa bắt đầu hồng rực lên anh em này. Tầm này nó hợp lý luôn đấy. Rửa qua cây cái đó. Ôi xời. Sông này. Ôi anh em tôi này được. Hàng phê quá bác ạ. Há to mồm ra. Cái đầu đâm thẳng xuyên dưới. Nó vẫn còn sống hồn sợ. Đập nãy mà màng. Mồm to. Đúng. Ê à. Ui. Bộ này chắc thịt.
kìa. Khả năng này là không thể thùng được con anh em ạ. Đây đây à. Đéo găng tay nó đỡ cắm. Anh em nhìn này phê chưa? Có bao nhiêu đã đời chưa? Giật con này thì đời còn gì phê pha hơn à. Rồi kéo đâm 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 thủng xong rồi buộc dây được thì mình xoay được. Được nha. Khoan ạ. Khả năng ra đấy. Nhà đây em, nhà đến đây rồi. À, ok. 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 Ok con dê. Được. Về chưa? Rồi, hạ thủy, hạ thủy. Tuyệt vời luôn. Nướng cho nó nâu. Vẫn ngáp anh em ạ. Đấy, anh em bây giờ xuống đây lại vừa câu vừa nướng tiếp rồi. Để cao cho hong cho nó khô các bác nhá. Phê chưa? Rồi. Quá tuyệt vời luôn. Vừa rửa mặt con cá bác này, phần này ở trên là bác nào cũng chín vàng đấy. Mà cái này nửa nhiều mấy, thời gian mình còn nhiều, cứ để nó khô anh em nhé. Thật khô này, nhá lên mình sướng. Cái giống này ăn thịt nó chay như thịt gà luôn anh em ạ. Nếu mà nướng vắt được hết nước đi nó mới là ngon. Làm thêm ít than nữa các bác ạ. À, cho thêm ít nữa và cho nó lên nữa. Đánh nụ à? Tiết sức hồi sinh quá. Ok. Cá thế này nó sướng quá ạ. Và nước nước bắt đầu nó dốc nó chảy. Chảy này thì cái khô này cá thịt nó nở. Wow, quả này tí mà nhá thì tuyệt vời. Nó được rỡ luôn. Anh em nhìn con này chín này. Về nhỉ. Luật 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 luật. Đi câu với con này nướng này. Quá là luật luôn. Đã thật đấy. Cho thêm mấy cây vào nó cháy thì nó được nửa nha. Quá thản hỏng hết rồi. Thôi bây giờ anh em muốn tôi chuyển khai chương trình ăn uống đây các bác ạ. Dạ. Dạ qua nghe nè chú ấy. Rửa qua chuối nhá. Nước ở đây cực kỳ sạch các bác nhé. Đây là nước sông Giá thì người ta vẫn đây vẫn là làm nước máy luôn đấy các bác. Nọc nước đây cực kỳ sạch luôn. Rửa qua đi. Bụi quá. Nào cho anh em xem là cá sướng chưa các bác. Thịt nó cũng nói là các bạn là nó lứt ra phê phết rồi luôn, nó đóc kiểu nó khô hết nước đấy. Con này ăn cực kỳ dai luôn các bạn. Đây có thể khả năng anh em quay nên nhìn nó rất là nhỏ bác đúng không? Con này nếu mà các bạn nhìn thì chắc nó rơi khoảng hơn cân, nhưng mà bác là con này em thấy các bác con này nó phải rơi gần 3 cân. Đấy, nhìn trông nó rất là nhỏ, mình quay cảm giác vậy mà anh em nhìn ngoài thực tế nó mới to cơ.
Cái không có gì mà so cái ráp đi, hợp lý. Đấy anh em này, cái ráp chưa, ráp cỡ 42. Đấy, nhìn cũng hợp lý. Rồi, chờ khai bốc xuống đi em. Cái này thấy gãy đấy. Phể thơm lắm các bạn. Anh em tôi nướng gác lại cả cái đuôi luôn. Sợ dụng mất đuôi mất đẹp. Wow. Hết sức cẩn thận coi nhá. Đỡ khéo đấy. Để anh gỡ cái cây cho. Ôi sao bỏng. Sao bỏng đấy. Thế... Không đặt. Đặt. Để bỏng tay lắm các bạn. Trời ơi phê chưa. Anh em nhìn cái lớp thịt của nó chảy mỡ này, phê chưa? Wow. Ôi trời ơi. Hả hả ông ơi. Tuyệt vời. Wow. Quá ngon luôn các bạn ạ. Đó, bây giờ anh em tôi chế cái để phản ứng chống các bạn. Cắt cái chai nước khoáng này nhé. Chẻ đôi ra. Đấy, làm chỗ phà xúc. Cái xúc hoa quả mà pha thêm thì ngon thôi rồi. Cái xúc hoa quả này chấm cực kỳ ngon anh em ạ. Cái này nó đã là muối ớt sẵn rồi, bây giờ pha thêm ít chanh với ớt nữa vào thì thôi rồi. Chấm một này nó thôi rồi ngon luôn. Hết lực chấm. Đấy, chưa tròn nhiều xong rồi ớt vã vào phê cực kỳ luôn anh em ạ. Có sống anh em tôi cái đi thiên nhiên này mới là phê các bác ơi. Đây cho hai quả mà. Đậm đà luôn đấy. Anh em tôi lại nhá thêm mấy quả ớt các bạn. Cái này chấm cứ phải cay ra để nó mới ngon. Để đá cứa luôn. Cứ phải cay ra nó mới ngon các bạn. Chấm cá mà không cay ăn không ra gì. Đấy, cho từng nơi ớt vào. Wow. Đấy, chấm nó mới đã đời anh em ạ. Trời ơi. Nhìn là đã phê rồi. Mặn mà. Rồi ok rồi. Kể ra mà hôm nay nó lạnh một tí thì có cái đống lửa ngồi cạnh này thì. Đây các bạn nhìn nào. Thịt này. Wow. Ui giời. Ngon chưa. Ừ. Đường cá để cái vảy này. Phê nhá. Ui giời. Chấm cái lai nó có tuyệt vời anh em ơi. Ôi dồi ôi lai nhá đi. Ủa. Ủa nó dai. Thịt con này nó dai thật. Cao vương mẹ thịt dai cực kỳ luôn. Ủa, tuyệt vời anh em ạ. Ui mời các bác uống bia mê. Anh em tôi nhá. Ui giời. Bia tươi hạn mát. Nhá miếng các bạn, trùng bao nhìn này, cái miếng thịt này trùng ngon không? Ua, để em làm miếng xem nào. Thịt này rại lắm anh em ạ, hai thằng này nhá này không thể hết con này được các bạn. Này các bạn nhìn này. Thịt dài ngon thật, phê quá anh em ơi. Cắn này không bị vỡ vụn à? Thịt này kiểu thao thớ ấy. Có vượt với rô đồng thì ăn ngon thôi rồi anh em nhé, nướng hết được chấm. Hết được chấm. Thịt nó dài phê quá các bạn. Wow. Đã làm tí ớt này. Ngon thật. Này, làm tí bia anh em. Nhưng mà chào luôn đi. Bao uống bia anh em tôi nhé. Wow. À, đã quá. Phê thật đấy.
Này, có bao nhiêu này? Thịt, dã man thịt. Ui. Được rồi, chấm không? Súp ngon. Không biết xong rồi ngoài yên bọn nó pha súp này chấm mình thấy ngon. Thịt gà nhé. Gà à? Này, xương. Phê đấy. Ngon. Quá là sướng các bác ạ. Con này nó nhã, nó mút vèo vèo, cơ khít vèo vèo. Đã. Cái súp này chấm ngon thật. Đúng là phải nói là cá vược nướng ngon thật anh em ạ. Nó thịt nó thành thớ luôn các bác nhìn này. Nó không có xương răm nhá. Anh em mình không có xương răm luôn, ăn phê thật đấy. Trời. Nhìn dài như thịt gà luôn. Dài. Đã thật đấy. Anh em hồi nhá hết một nửa các bạn. Wow. Phê phê chưa ạ? Đấy vậy nó còn không chay lắm nhá, mà bên trong thịt thì thịt chín luôn này. Ui giời, da dày thật. Phải nói là da cá vực rồi. Ăn mà. Cứ muốn nướng bọn này không lo nó sợ cháy. Toàn tặng thịt trông phê thật đấy. Bữa bọn hai thằng ăn vẫn hết đi. Hết. Nhưng mà này ăn vẫn hết. Thịt chắc thịt thật. Anh em uống hết 3-4 chai bia, phê quá hay phê quá, thịt cá vẫn chưa hết, đám màn chưa. Thằng thương thông 1-2 thằng ăn các bạn. Hai thằng ăn một cá. Không nhá hết được. Tầm này các bác nào phiêu lắm mà. Bia uống phiêu lắm à. Phê phá quá anh em ạ. Uống hết 5 chai rồi, tất cả bia mới đá uống rồi. Đúng 5 chai. Phiêu.